Vâng ạ. Lớp mình có bao nhiêu người Lớp em có Hà ơi? 118 ạ. 118. Hiện tại là có 101. Đúng Vâng nhỉ? ạ. Rồi. Chúng ta đang có 101, chúng ta thiếu quá. 17 người nữa, 118 đúng không nhỉ? Vâng ạ. Chúng ta đang như vậy là chúng ta đang thiếu 17 người. Lớp anh Tuấn Đâu ạ? thì À? Từ lại nãy có giờ em nói đi 4. thầy. Đã, lớp trưởng vào rồi ạ. Đây, từ Đâu? nãy giờ em nói đi ạ. À, từ nãy giờ Tuấn nói đấy ạ. Vâng. À? Rồi, Dạ. ok. Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi không, không không nhìn thấy bạn đâu cả. Đây cho thầy là lớp có 19 bạn lớp B xin học bù nữa ạ. Thế mà thiếu nhiều thế nhỉ? 19 bạn lớp B xin học bù. Thôi được rồi, chúng ta học để biết kiến thức thôi. Nếu mà các bạn mà không đủ thì thôi cũng chịu thôi, chứ cũng không biết làm thế nào nữa. Ở trong tay em học thì có hai cái cận lâm à, ta có một cái thính lực đồ. Mọi người nghe rõ tôi nói không nhỉ? Có nghe rõ tôi nói Có không? ạ, có ạ. Rồi, mọi người chịu khó đeo tai nghe vào vậy nhé. Nếu mà ai ở trong cái môi trường mà ồn quá thì mọi người sẽ phải dùng tai nghe thôi. Thính lực đồ thì như các bạn nhìn thấy ở trên cái bảng slide mà tôi đang share cho các bạn. Chúng ta có một cái thính lực đồ. Thính lực đồ để làm gì? Để xác định cái mức độ nghe của tai. Chúng ta sẽ có hai cái thính lực đồ, đó là tai bên phải và tai bên trái. Tai phải thì bao giờ cũng biết mực đỏ và tai trái thì biết mực xanh hoặc mực đen. Thông thường người ta quy ước là màu xanh. À, tay phải mực đỏ vì nó cũng trong tiếng Anh nó cũng có hai chữ R gần giống nhau. Right. Right. Bên phải đúng không nhỉ? Và red. Được chưa? Có một cái khác nữa, đó là hình tròn này. Round. Hình tròn. Nó cũng đều có chữ R giống như right, red và round. Như vậy chúng ta cứ nhìn thấy cái thính lực mà màu đỏ, có nghĩa là chúng ta đang ở tay bên phải. Màu đỏ bao giờ sẽ có một cái hình tròn như vậy. Khi mà chúng ta nghe tay trong mà nghe thì sẽ có nghe qua hai đường. Như khi tôi nói chuyện với các bạn chính là đường khí. Tôi đang nói chuyện với các bạn đây chính là đường đường khí. Các bạn nghe bằng đường khí. Đường khí tay bên phải bao giờ cũng là hình tròn như vậy. Chúng ta sẽ có hai cái đại lượng để chúng ta vẽ nên một cái đồ thị của thính lực. Thứ nhất đấy là tần số âm thanh. Như hôm trước tôi nói với các bạn là tần số âm thanh là bất kỳ một tần số sóng nào đó mà có dao động từ 20 cho đến 20.000 lần trên một giây là chúng ta nghe được. Cái tần số mà càng thấp thì âm càng trầm, và tần số càng lớn thì âm nó càng cao. Cái tiếng cao nhất mà các bạn có thể nghe được, các bạn đi hát karaoke của các bạn, khi các bạn mic nó bị rít lên, đấy là cái tần số âm thanh rất là cao. Còn cái tiếng trống chẳng hạn, ví dụ cái tiếng trống trường chẳng hạn, âm nó rất là trầm, nên là tần số nó là tần số thấp. Bạn hiểu tần số thấp với cao chưa? Tôi nói thì rất ngắn gọn nhưng mà các bạn nhớ, bởi vì là nó ngắn thôi. Nhưng mà khi các bạn mà không hiểu, vì bản chất khi mà tôi đã nói ngắn, vì tôi đã chắt lọc các cái từ rồi, thì tôi đã nói ngắn, thì các bạn sẽ dễ tiếp thu hơn. Và nếu như các bạn không hiểu, thì các bạn được phép ngắt lời tôi và các bạn được phép hỏi. Ở đây tôi chỉ giảng lâm sàng thôi, do đó là các bạn được phép ngắt lời. Rồi. Chúng ta ngoài cái đường khí thông thường chúng ta nghe nữa, chúng ta còn nghe cái đường xương. Nghe đường xương. Đường xương là gì? Các bạn nếu như mà khi các bạn gõ cộc 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 ở trong trán, thì có thể người ở ngoài người ta không nghe thấy tiếng cộc cộc cộc, nhưng các bạn nghe thấy tiếng cộc cộc rất rõ. Đấy là sự truyền âm qua các cái hệ thống xương.
để vào tai trong, xương, hệ thống xương sọ để vào tai trong. Hiểu vấn đề không nhỉ? Có. Rồi, ok. Nếu không hiểu các bạn hỏi luôn nhé. Nên là chúng ta sẽ có hai đường ở trên một tai, tức là chúng ta sẽ có cái đường khí và đường xương. Chúng ta quy ước rằng là nếu mà chúng ta cứ nghe được từ 0 cho đến 20 decibel là bình thường. Như vậy tôi vừa nói với các bạn về cái tần số rồi, bây giờ chúng ta lại nói về một cái đại lượng nữa, đó là cường độ âm thanh. Cường độ âm thanh thì nó giống như cái volume của bạn khi bạn vặn cái headphone của bạn lên. Khi các bạn vặn cái loa của bạn lên sẽ có một bao giờ sẽ có một nút volume đúng không nhỉ? Nút volume đấy các bạn tưởng tượng nó giống như một cái đại lượng cái gì đây? Cường độ âm thanh. Ký hiệu của cường độ âm thanh chính là dB. D là tiền tố với tên viết thường, B là band tên riêng, decibel, band tên riêng, cho đó tên riêng bao giờ các bạn cũng phải viết hoa, cho đó D viết thường và B là phải viết hoa. Như vậy thì khi mà tôi đang nói chuyện với các bạn như này thì nó rơi vào cái khoảng 30 decibel, 40 decibel. Nếu tôi nói to thì có thể lên đến 40 decibel. Còn khi chúng ta đang nói chuyện bình thường với nhau là khoảng 30 decibel. Như vậy các bạn sẽ nghe được từ khoảng từ 0 đến 20 decibel, tức là nếu mà ngưỡng ngưỡng cường độ âm thanh mà từ 0 đến 20 decibel mà các bạn nghe tiếng có nghĩa là bình thường. Còn nếu cái ngưỡng âm thanh mà từ 20 cho đến 40 decibel mà các bạn mới nghe tiếng, như vậy chúng ta có cái nghe kiếm nhẹ. Từ 40 đến 60, các bạn để ý con trỏ của tôi đang thể hiện trên hình vẽ. Từ 40 đến 60 thì chúng ta có nghe kém mức độ vừa. Từ 60 đến 80 thì chúng ta có nghe kém mức độ nặng. 80 cái cường độ âm thanh mà lên đến 80 decibel, giống như là chúng ta đang đứng trước cái còi ô tô, cỡ cái còi ô tô 80 decibel. Nếu mà lớn hơn cái ngưỡng này mà vẫn còn không nghe tiếng nữa thì từ ngưỡng này trở đi chúng ta có cái điếc đặc hoặc là mức độ điếc rất nặng, tức là gần như là không nghe thấy gì nữa. Có ai không hiểu những điều tôi vừa nói không nhỉ? Các bạn được phép hỏi. Nếu các bạn nói đi 80 là gì ạ? Cái ngưỡng 80 là cái ngưỡng mà tương đối với khi mà chúng ta đứng trước cái còi ô tô. Cái khi mà cái ô tô mà bóp còi mà chúng ta đứng trước cái còi đó thì cái cường độ âm thanh của cái còi ô tô nó rơi vào cái khoảng 80 decibel. Thà hiểu không? Thì lúc đấy cái khả năng nghe mình được gọi là nghe gì ạ? Nghe rất nặng, có là cái khả năng nghe là... Tức là ở cái còi ô tô nó đã cỡ khoảng 80 decibel rồi. Từ 80 trở lên đến 120, tức là lớn hơn cả cái còi ô tô, cái âm thanh, cái cường độ âm thanh nó lớn hơn cái còi ô tô mà chúng ta mới nghe tiếng, mới nhận thấy âm thanh, thì lúc đó nó gọi là điếc nặng hoặc điếc rất nặng. Vậy tôi phân chia lại cho các bạn xem nhé. Từ 0 đến 20 decibel mà các bạn nghe tiếng được gọi là gì đấy? Bình thường ạ. Ok. Từ 20 đến 40 decibel mới nghe tiếng. Nghe kém ạ. Nghe kém mức độ nhẹ ạ. Rồi, ok, cảm ơn. Cảm ơn bạn nào vừa nói. Từ 40 đến 60. Mức độ trung bình ạ. Mức độ trung bình hoặc mức độ vừa. Cảm ơn Quỳnh Hoa. Từ 60 đến 80. Mức độ nặng. Rồi, cảm ơn Quỳnh Hoa, cảm ơn Hà. Từ 80 trở đi thì chúng ta không tính nữa. Đứng trước còi ô tô mà còn không nghe tiếng nữa thì thôi. Lại chúng ta có cái điếc rất nặng hoặc có điếc đặc. Đấy mới gọi là điếc nha. Bạn hiểu chưa? Tại sao cái đồ thị đáng lẽ là các cái số dương càng lớn nó phải càng ở phía trên cái trục hành này? Đúng không nhỉ? Nhưng mà đây nó lại không đi lên mà lại đi xuống dưới như lại vậy. Thì cái hàm ý của cái đồ thị này có nghĩa là gì? Càng xuống thấp, cái đường này càng ở thấp càng kém. Nên là chúng ta mới làm cái đồ thị nó hơi ngược hơn so với bình thường một chút. Nhá. Đáng nhẽ số lớn nó càng ở phía trên đúng không nhỉ? Nhưng mà cái đồ thị này hơi ngược đúng không nhỉ?
đây là càng dương thì nó lại càng ở phía dưới. Như vậy có nghĩa là gì đây? Cái đường này, hai cái đường này càng xuống dưới thấp nó càng kém, càng thấp càng kém. Ok, chúng ta hiểu cái tính lực chưa nhỉ? Ở cái tính lực thì chúng ta sẽ có cái đường xương và đường khí. Thông thường thì đường xương và đường khí nó sẽ gì đây? Nó sẽ bám nhau như vậy. Và mức độ hơn kém nhau nó không bao giờ quá một cái ô 10 decibel này đâu. Thông thường là như thế, nó sẽ không kém, là nó sẽ không thể lớn hơn cái ô 10 decibel này. Tức là cái khoảng cách giữa hai cái đường này nó sẽ không lớn hơn 10 decibel. Nên thông thường. Tương tự bên tay trái chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ có đường xương ở trên và đường khí ở dưới. Đường khí được viết là dấu x của tay bên trái và dấu tròn là tay bên phải. Ô tròn là ta biết phải. Nào, các bạn nhìn thấy tay bình thường chưa? Em thưa thầy là thầy ơi, cho em hỏi là em. Cái dẫn truyền qua đường xương ấy thì nó dẫn truyền luôn đến hệ thống xương con không qua màng nhĩ à thầy? Đúng rồi em. Chính xác. Nó sẽ đi thẳng vào trong tay trong mà không qua hệ thống xương con nữa. Không cần có khuếch đại. Đường xương về mặt lý thuyết thì chúng ta sẽ không dùng đường xương để nghe bao giờ. Đường xương chỉ để kiểm chứng mà thôi. Nhưng mà bình thường chúng ta giao tiếp với nhau không ai nghe đường xương cả đúng không? Chúng ta chỉ nghe đường khí. Các bạn cứ không tin các bạn cứ cốc nhẹ vào trán của mình, cốc thật nhẹ vào trán của mình. Hỏi người bên cạnh nếu mà không nhìn có nghe thấy tiếng không? Người bên cạnh sẽ không nghe tiếng. Nhưng mà chúng ta nghe rất rõ cái tiếng cọc cọc cọc. Đấy, chúng ta nghe đường xương. Nói ai hỏi gì về cái thính lực bình thường này không? Các bạn biết thế nào là bình thường cái đã. Sau rồi các bạn biết bệnh lý sau. Em hiểu rồi ạ. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái bệnh lý đầu tiên. Chúng ta nhìn thấy tay bên phải này, cả đường khí, cả đường xương đều gì đây? Đều xuống dưới đúng không? Đây là bất thường chưa? Rồi ạ. Rồi, ok. Cả đường khí này, đây là đường khí của tay bên phải. Đây là cả đường xương của tay bên phải. Các bạn thấy nó đang bám nhau này, đang bám nhau. Ok, chúng ta nhận thấy rằng là cái đường khí thì nó lúc thì 40, có tần số thì nó ở 40 mới nghe tiếng, có tần số thì ở 40 mới nghe tiếng, có tần số từ tận 45 mới nghe tiếng, có tần số tận 50 mới nghe tiếng, có tần số từ tận 55 mới nghe tiếng, có tần số thì tận gì đây, 65 mới nghe tiếng. Nhìn thấy không? Như vậy có tần số thì nó ở mức độ vừa, có tần số thì nó ở mức độ nặng. Như vậy chúng ta tính kiểu gì? Chúng ta sẽ cộng gì đây? Cộng 3 cái ở giữa này, chia làm 3. Hoặc 4 cái, chia 4 để chúng ta tính trung bình. Để chúng ta tính trung bình cộng. Được chưa? Cộng lại các bạn nhìn thấy nó ở đang gì đây? 43, tức là ở ngưỡng nghe gì rồi? Nó ở ngưỡng nghe gì rồi? Nghe kém vừa. Nghe kém vừa. 43 mà. Nghe kém vừa. Mức độ vừa hoặc mức độ trung bình. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Tức là chúng ta cộng trung bình lại đúng không nhỉ? Rồi, chúng ta cộng trung bình lại. Các bạn nhận thấy rằng là cả đường xương nó cũng nghe kém theo giống y hệt đường khí. Tức là hai cái đường này nó sát nhau. Nghe kém giống hệt. Hôm nay anh có hai cái con nhỉ? Như vậy thì chúng ta có cái nghe kém này là nghe kém tiếp nhận. Tức là gì? Tức là chúng ta nghe kém ở tay trong. Cả đường khí, cả đường xương đều nghe kém giống nhau. Con trai đi cùng anh Hồng Nguyễn thôi. Hiểu vấn đề không nhỉ? Có ai thấy khó hiểu cái này không? Tôi đang giải thích cho các bạn hình vẽ. Có ai thấy khó hiểu không? Em thấy đường khí và đường xương đi tương
đi cùng đi xuống thì phải là đi dẫn truyền chứ ạ. Nghĩa là nếu như mà đường khí của mình dẫn truyền không tốt thì nên là cái tai xương trong tai mình cũng không nghe được ý ạ. Dẫn truyền tức là khi mà để nói về cái gì, tức là khi nói về các cái tình trạng của tai ngoài, tai giữa không dẫn truyền được âm thanh thì chúng ta có nghe kém dẫn truyền. Còn nếu mà bệnh lý ở trong tai trong, chúng ta có nghe kém tiếp nhận. Bản thân cái ốc tai chính là gì đấy, từ ốc tai trở vào đến dây thần kinh số 8 lên não không nghe được, chúng ta có nghe kém tiếp nhận. Đây là nghe kém tiếp nhận. Lý do tại sao lại là nghe kém tiếp nhận? Bởi vì gì đấy, cả đường khí cả đường xương đều nghe kém giống nhau. Chứ nếu mà dẫn truyền thì đường xương nó vẫn phải bình thường, đúng nhỉ? Như vậy đây có nghĩa là chúng ta tổn thương ở tai trong. Đây là tổn thương ở tai trong. Do đó nếu mà tổn thương ở tai trong thì chúng ta sẽ có nghe kém tiếp nhận. Hiểu vấn đề không? Dẫn truyền thì làm sao đây? Dẫn truyền thì lại phải gì? Là phải do các cái cấu trúc giải phẫu ở phía ngoài, như là ống tai ngoài, như là màng nhĩ, như là tai giữa, thì chúng ta có dẫn truyền. Còn đây là tiếp nhận. Tiếp nhận tức là gì? Cả đường khí, cả đường xương đều kém như nhau, thì chúng ta có nghe kém tiếp nhận. Nào, có ai còn thắc mắc? Các bạn có bất kỳ thắc mắc gì bạn cứ hỏi luôn. Em thưa thầy là khoảng cách giữa đường xương với đường khí ở đây là dưới 10 decibel đúng không? Đúng thì rồi, nó em nói lên được cái gì ạ? Tức là đường khí và đường xương bình thường nó sẽ tương tự với nhau. Đường xương bao giờ nghe nhẹ hơn đường khí một chút xíu. Nhưng thông thường là hai cái đường này bao giờ nó cũng gì đấy, bao giờ nó cũng không khoảng cách lớn hơn, không bao giờ lớn hơn một khe này. Khoảng cách nó không bao giờ lớn hơn một à, không lớn hơn 10 decibel. Tức là không lớn hơn, cái khoảng cách của nó không lớn hơn một cái khe trên thính lực. Một khe ngang trên chính lực này. Các bạn có thể lấy gì đấy, đường khí E channel, bon channel. Bon ta có AC và BC, chúng ta có E channel và bon channel. Bạn tự lấy đi, các bạn nhìn đi, chúng ta sẽ có AC là 43, chúng ta có BC là 35, chúng ta có thể lấy trung bình của AC trừ đi trung bình của BC. Chúng ta có số nhỏ hơn 10, thông thường là sẽ nhỏ hơn 10. Bình thường nó nhỏ hơn 10, vì đường khí với đường xương bao giờ nó cũng gì đấy, bao giờ tiếp nhận âm thanh nó cũng tương tự giống nhau. Và nó không bao giờ nó vượt quá được 10 decibel nếu nó bình thường. À vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn thầy. Có ai không hiểu nữa không? Không hiểu thì hỏi, nhưng mà lúc mà tôi hỏi là các bạn thì các bạn mệt lắm. Em thưa thầy là cho em hỏi cái đô thị này là mình ghi cái cường độ âm thanh nhỏ nhất bệnh nhân nghe thấy được ạ? Đúng rồi, tức là cái cường độ âm thanh nhỏ nhất là bệnh nhân nghe thấy. Khi bệnh nhân nghe thấy thì chúng ta sẽ đánh dấu vào đây luôn. Chúng ta sẽ phát ra âm thanh đầu tiên là từ 0 decibel. Xong là lên đến 10, lên đến 5, lên đến 10, lên đến 15, lên đến 20. Tức là bây giờ chúng ta cứ phát âm thanh như thế, bao giờ bệnh nhân nghe thấy tiếng, bệnh nhân ra dấu hiệu nghe thấy tiếng thì chúng ta đánh dấu. Trong trường hợp này thì ở cái tần số 250Hz thì lên đến 45 decibel bệnh nhân mới nghe tiếng, đó chúng ta đánh dấu vào đây. Tiếp tục chúng ta chuyển sang tần số 500Hz thì chúng ta lần lượt chúng ta vặn dần cường độ âm thanh lên đến tận 40 decibel bệnh nhân mới nghe tiếng, và khi bệnh nhân nghe tiếng, ra dấu nghe tiếng thì chúng ta sẽ đánh dấu vào đây. Bạn hiểu vấn đề chưa? Đây chính là biểu thị sức nghe của bệnh nhân. Có ai thắc mắc gì nữa không? Tôi nói ngắn nhưng mà các bạn phải hỏi nhiều. Có ai không hiểu không? Không hiểu cứ hỏi thoải mái. Thế khi nào thì mình cộng trung bình 3 cái, mà khi nào thì cộng trung bình? Các bạn thích cộng bao nhiêu cũng được, cộng trung bình. Tối thiểu là cộng trung bình 3 cái ở giữa. Không có thì các bạn cộng 4 cái, cộng 5 cái, có bao nhiêu các bạn cộng hết. Cộng bao nhiêu thì các bạn chia bấy nhiêu thôi. Nhưng tần số các cái tần số âm thanh thông thường mà chúng ta hay nghe thì từ gì đấy? 500 đến 2000 Hz này, các bạn có thể cộng trung bình cái này cũng được cho nó nhanh. Không có thì từ 250 đến 2000 Hz cũng được. Là tần số này, những cái tần số này là những tần số chúng ta hay nghe thông thường. Và tích cộng hết cũng được. Sai lệch nó không đáng kể. Cộng trung bình chia 3 cũng được, chia 4, được chia 5 được. Bạn thích chia 6, chia 7 cũng được. Cộng 7 thì chia 7, mà cộng 3 thì chia 3. Ai hỏi gì nữa không? Thầy ơi, nếu như mà cái tổn thương tai trong
xong nhá, thì là cái đường xương nó đi xuống. Thế là cái đường mà đường 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 xương sướng chứ không phải đi xuống. Đi xuống thì lại hiểu nhầm là vấn đề đi xuống chéo chéo như này. Vâng, Đường đường xương xương, đường xuống xương á, xuống. Ừ, đường thì khí nó cũng sẽ xuống. là thì nó sẽ đi kèm với cả là đường khí cũng kèm xuống luôn à thầy? Đúng rồi, bởi vì nó là ở tay trong, bạn hiểu chưa? Ở bên trong rồi thì đường đường gì đây? Đường xương làm sao đây? Có bình thường đi chăng nữa thì làm gì ở trong nó đã không nghe được rồi, thì tức là vấn đề của gì đấy? Của tay trong rồi. Đúng nhỉ? Là đường xương với đường khí là gì đấy, là như nhau, tức là nó bị nghe kém tương tự như nhau, ở mức độ tương tự như nhau, gần gần giống nhau. Khi nó ở tai trong thì ở ngoài có tốt đến đâu thì tốt, khi đang nghe kém ở bên trong rồi thì sao đây? Ở ngoài có tốt thế nào thì tốt, thì vẫn thì ở trong, trong vẫn là gì đấy, ở trong vẫn là nghe kém, nó không phụ thuộc của bên ngoài tốt hay xấu, vì ở trong nó đã gì đấy, ở trong nó đã kém rồi, đến nơi tiếp nhận nó đã kém rồi thì ở ngoài bạn có tốt bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn kém, thì nó là nơi tiếp nhận nó đã kém rồi. Nó hiểu vấn đề không? Tôi lấy ví dụ, tôi lấy ví dụ như thế này. Nếu với cổng trường của chúng ta mà gì đấy mà đóng, đúng nhỉ, thì dù các bạn đi qua đường Nguyễn Trãi đến thì các bạn vẫn không vào được trường. Thế dù các bạn đi đường Trần Phú đến, từ Hà Đông đến, các bạn cũng không vào được trường. Hiểu vấn đề không? Nếu cổng trường nó đang nghẽn, hiểu không nhỉ? Ừ. Vì đây chúng ta đang nghẽn là phía bên trong bên tiếp nhận mà. Tiếp Thầy theo. ơi, Ơi, thế nói đi. thì là cái thính lực đầu này thì được chỉ định đúng không? Em thấy tức là người ví dụ trẻ con ấy thì những kiểu gấu điếc bẩm sinh mà tụi bé thì làm sao là nó phát tín hiệu là nghe thấy với không nghe thấy cho mình được ạ? À Thì rồi, mình phải bạn có câu đọc cái hỏi. kiểu gì ạ? Bạn có câu hỏi rất hay, Tuấn vừa nói đúng không? Vâng ạ. Ok. Với trẻ em ấy, thì chúng ta sẽ không dùng phương pháp này vì nó không hợp tác được. Làm sao mà nó ra hiệu được là nó nghe thấy tiếng, đúng không nhỉ? Ở trẻ em thì người ta sẽ đo một cái phương pháp đặc biệt hơn, là đo điện thính giác thân não. Bằng chúng ta đo âm ốc tai. Với điều kiện là đứa trẻ phải gì đây? Thiền mê, đứa trẻ đang ngủ. Cái phương pháp đấy thì nó rất sâu, thậm chí đến bác sĩ chuyên khoa 1 tai mũi họng chưa chắc đã được học cái đó. Thế do đó là tôi không dạy các bạn, tôi chỉ dạy Vâng các ạ. bạn cái thính lực thông thường mà thôi. Trẻ em chúng ta sẽ có một cái kiểu đo khác, bệnh nhi sẽ được tiền mê, tức là bệnh nhi sẽ ngủ nó rất sâu, cái này nó rất sâu nên các bạn không 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 cần xem, bởi vì là nó là thuộc chuyên khoa sâu rồi. Rồi, được chưa? Có ai hỏi gì về cái Vâng. này không? Chúng ta quay sang thính lực tay trái. Ở đây chúng ta nhận thấy là đường xương bình thường. Chúng ta nhận thấy đường xương bình thường không? Đương nhiên là đường xương đang ở ngưỡng gì đấy nhỏ hơn 20 thì nó là bình thường, đúng không nhỉ? Vâng ạ. Rồi. Đường xương bình thường có nghĩa là tiếp nhận làm sao? Có nghĩa là tay trong làm sao? Bình thường hay không bình thường ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Bởi vì làm sao? Tôi nói ví dụ đường xương là các bạn đi đường Nguyễn Trãi này, các bạn vẫn đi đến được cổng trường được, các bạn vẫn vào trong trường được, đúng nhỉ? Thế nhưng mà cái nhóm mà lại đi đường Trần Phú lên, từ Hà Đông lên, các bạn lại không nghe, không không vào được trong trường. Như vậy chúng ta nghẽn ở cái gì đấy? Nghẽn ở đường khí. Các bạn hiểu vấn đề không? Một nhóm người mà các bạn đi đường Nguyễn Trãi vẫn vào được trong trường, như vậy thì cổng trường gì đấy không tắc, đúng không? Nhưng mà đường gì đấy, đây đường Trần Phú đi vào thì làm sao hệ tắc. Như vậy có nghĩa là vấn đề ở đây chính là đường gì đấy, lỗi là lỗi ở đường gì, lỗi là lỗi ở đường khí, đúng không nhỉ? Lỗi là lỗi đường gì đấy, đường dẫn truyền. Như vậy tai bên này làm sao đấy, ở tai trái của bệnh nhân này làm sao đấy? Điếc dẫn truyền ạ. Điếc dẫn truyền ạ. Nghe kém, chúng ta dùng từ nghe kém cho nó chính xác. Nghe kém dẫn truyền khi mà đường xương bình thường và đường khí bất thường, đường khí kém, đường xương bình thường thể hiện rằng là tai trong nó bình thường.
Nhưng mà tại sao tai trong bình thường mà gì đấy? Tai trong bình thường mà bệnh nhân vẫn nghe kém? Như vậy có một vấn đề gì đó ở tai ngoài, ở màng nhĩ hoặc là hệ thống xương con, hòm nhĩ. Được chưa? Chúng ta có hình ảnh điển hình của nghe kém dẫn truyền. Tức là tai trong bình thường. Nhưng tai ngoài hoặc tai giữa có vấn đề. Nào. Có ai hỏi gì không? Đã hiểu chưa? Đã hiểu rồi ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Tiếp tục. Chúng ta có tai bên trái. Đây là nghe kém gì? Vừa học xong. Tiếp nhận ạ. Nghe kém tiếp nhận ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Bạn nào vừa nói Trần Luyến ạ. Trần Luyến và Thái Hà. Cảm ơn các bạn. Chúng ta có một cái hình thái. Chúng ta có một hình thái lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy. Cả đường khí, cả đường xương đều gì đấy? Đều xuống. Nhưng khoảng cách nó lại quá lớn. Nhưng khoảng cách nó lại quá lớn. Nhìn thấy không? Cả đường khí, cả đường xương đều xuống. Nhưng khoảng cách nó lại lớn. Điều gì xảy ra ở đây? Đường xương này thể hiện là cái tai trong nghe kém. Đúng nhỉ? Đáng nhẽ đường khí nó phải nghe kém tương ứng. Không, đây đường khí lại còn nghe kém hơn nữa. Vậy, từ đây chúng ta chắc chắn là có một cái điếc tiếp nhận rồi. Chúng ta chắc chắn có một điếc tiếp nhận rồi. Vì đường xương nó xuống như này cơ mà. Chắc chắn chúng ta có một cái tiếp nhận. Thế nhưng mà vì một lý do gì đó, bị thêm một cái nguyên nhân gì đó khác nữa, bồi thêm vào, khiến cho đường khí làm sao đây? Còn giảm hơn, giảm xuống hơn cả đường xương tiếp, giảm hơn cả đường xương nữa. Vậy chúng ta có cái nghe kém này là nghe kém hỗn hợp. Tức là chúng ta vừa có nghe kém tiếp nhận, lại vừa có nghe kém dẫn truyền. Ví dụ như là chúng ta cổng trường của chúng ta làm gì đấy hơi ùn tắc một chút. Các bạn đi đường Nguyễn Trãi vào, vẫn đi vào được một phần nhỏ. Nhưng mà các bạn đi đường Trần Phú lên, làm sao đây? Đi được vào được một cái phần cực nhỏ, rất ít. Như vậy thì ngoài cái việc cổng trường nó đang nghẽn ra, ngoài ra ở đường Trần Phú còn đang xảy ra vấn đề ùn tắc giao thông nào đó. Bạn tưởng tượng vấn đề không? Hiểu không? Khi mà đường xương và đường khí cùng gì đấy? Cùng xuống, tức là cùng nghẽn. Trong khi đó thì đường xương nghẽn vừa, còn đường khí lại nghẽn rất nặng hơn. Như vậy thì ngoài cái việc là bệnh nhân bị vấn đề ở tai trong, ngoài ra ở phía ngoài còn bồi thêm một cái nguyên nhân nào đó khác khiến cho nó còn nghe thê thảm hơn. Như vậy chúng ta sẽ có nghe kém gì đấy, hỗn hợp, tức là gì đấy, vừa nghe kém ở tai trong lẫn vừa một lý do nào đó mà khiến tai ngoài còn nghe kém thêm nữa. Chúng ta có nghe kém hỗn hợp. Hiểu vấn đề không? Có ai hỏi gì nữa không? Tôi dạy hết kiến thức rồi đấy. Ngắn thôi. Thầy ơi, thế cái thính lực đồ này được chỉ định cho mọi bệnh nhân nghe kém hay là chỉ chỉ định cho những bệnh lý đã tổn thương kiểu mãn tính ạ? Cấp tính thì có chỉ định. Chỉ định thính lực đồ thì cực kỳ rộng rãi. Đương nhiên là trong khám sức khỏe, đúng ra thì chúng ta phải dùng thính lực đồ để kiểm tra thính lực cho bệnh nhân. Khi mà chúng ta khám mà chúng ta nhận thấy rằng là bệnh nhân gì đấy có ù tai, có nghe kém, là chúng ta có thể đều gì đấy, đều chỉ định cho bệnh nhân đo thính lực được, đúng nhỉ? Chỉ định thính lực đồ thì cực kỳ rộng rãi thôi. Bất kỳ có bệnh lý, tức là có những cái triệu chứng cơ năng bất kỳ liên quan đến tai, chúng ta đều có thể sử dụng thính lực đồ này để kiểm tra. Ngoài việc đánh giá thính lực của bệnh nhân, chúng ta còn đánh giá định hướng, đánh giá xem tổn thương của gì đây, ở tai trong hay là ở tai giữa.
Nếu bệnh nhân mà viêm tai giữa như hôm trước tôi giảng các bạn viêm tai giữa thì chúng ta sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ có bệnh nhân sẽ nghe kém dạng gì? Dẫn truyền ạ. Rồi, cảm ơn Trần Luyến, cảm ơn Thanh Hà. Các bạn rất giỏi. Nên chỉ định chính lực là cực kỳ là rộng rãi thì nó không gây ảnh hưởng gì cả. Thế thầy ơi, cái nghe kém hỗn hợp ấy ạ, mà cái khoảng cách của đường khí với đường xương chỉ cần lớn hơn 10 decibel là lúc đấy là mình đã tính là nó đã lớn hơn rồi đúng không ạ? Đúng rồi, vì bình thường của nó thì hai cái đường nghe kém này nó sẽ gì đây? Nó sẽ sát nhau, nó sẽ hai cái đường này nó sẽ sát nhau. Nó kể nghe kém như nhau mà. Như vậy thì tổn thương của cái cường độ âm thanh nó sẽ gì đây? Nhỏ hơn 10 decibel. Tức là lúc nào nó ôm nhau ở trong khoảng 10 decibel thôi. Hai cái đường đó. Còn khi nó tách ra thì rõ ràng là gì đấy, đường khí lại bị dính thêm một nguyên nhân nào đó khiến nó còn nghe kém thê thảm hơn nữa. Thế bình thường, mình sẽ gặp những nguyên nhân gì mà khiến bệnh nhân nghe kém hỗn hợp ạ? Nghe kém hỗn hợp đó là gì đấy, ở người già người ta đã có tổn thương ở tai trong rồi đúng không? Thì người ta đã có thoái hóa gì đấy, ốc tai rồi, đúng không nhỉ? Thì bệnh nhân đương nhiên là bệnh nhân sẽ nghe kém, đúng nhỉ? Nhưng mà bây giờ người ta có cái nút giấy tai ở ngoài thì đương nhiên lại thành gì đấy? Thành hỗn hợp ngay, tức là vừa nghe kém ở tai trong lại vừa gì đấy, vừa nghe kém dẫn truyền, đúng nhỉ? Vừa nghe kém tiếp nhận lại vừa nghe kém dẫn truyền. Thế bây giờ ví dụ người già nào đó mà có cái nút giấy tai ở phía ngoài thì đương nhiên là gì đấy, đường khí nó phải giảm hơn cả đường xương nữa chứ còn gì nữa. Ví dụ như thế được chưa? Hay là bệnh nhân bị xốp sơ tai, cái đường gì đấy, hệ thống xương con nó gì đấy, nó không linh động nữa mà nó không dẫn truyền âm thanh tốt được nữa. Vậy thì ngoài việc nghe kém ở trong rồi nó còn dính thêm ở phía ngoài nữa, hoặc là gì ăn mòn xương con, hoặc là thủng màng nhĩ. Như vậy thì đương nhiên là vì một lý do gì đó mà tai trong nó đã kém rồi, ở phía ngoài nó lại gây cho cái đường khí còn kém hơn nữa. Hiểu vấn đề không? Rồi ạ. Rồi. Thế thôi, thính lực đồ ngắn như thế thôi. Thưa thầy, thầy cho em hỏi là ở cái đường xương với đường khí là được đo ở các cường độ khác nhau ấy, cường độ âm thanh khác nhau, thì vì làm sao để đo được đường khí và đường xương ạ? Bây giờ lại nói các bạn đi lâm sàng tôi chỉ cho các bạn cái máy thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Cái máy nó sẽ có hai cái núm, một núm là quy định cái tần số, nó sẽ lần lượt tần số 125 nhân đôi lên 250, nhân đôi lên 500, nhân đôi lên 1000, nhân đôi lên 2000, nhân đôi lên 4000, nhân đôi lên 8000. Một số máy thì nó sẽ có cái 1500 nữa. Thông thường người ta gọi đấy là bát độ âm. Hoặc ở đây thì chúng ta có lục độ, thất độ âm. Thông thường nó sẽ có bát độ âm, mà các cái tần số âm thanh thì các bạn có thể lấy bất kỳ từ 20 cho đến 20000, nhưng mà cái tần số âm thanh mà thông thường mà chúng ta hay sử dụng thì nó có cái tần số này, ở dòng giải tần số này. Thì lấy các cái số chẵn như vậy cho nó dễ nhớ, làm tròn cho nó dễ nhớ. Thì chúng ta sẽ có một cái núm vặn là tần số âm thanh. Thứ hai chúng ta có một núm thứ hai là như cái núm volume nó to hơn. Chúng ta có cường độ âm thanh. Cường độ âm thanh 0 decibel là nó rất 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 nhỏ. 5 decibel là như tai tôi là có thể nghe tiếng. Các bạn cũng có thể nghe tiếng từ khoảng cách ở cái cường độ 5 decibel. Các bạn nào nghe kém nữa thì đến 10 decibel là phải nghe thấy tiếng rồi. Để hiếm người lên tận 20 decibel mới nghe tiếng. Như vậy thì khi đo người ta để ở cái tần số là 125, đầu tiên cứ để ở một tần số 125 cho nó vặn cái volume dần dần lên 5 10 15 20 25, bao giờ nghe thấy tiếng thì chúng ta sẽ đánh dấu. Đường xương thì người ta sẽ đặt một cái điện cực rung xương, có thể đặt ở trước tai hoặc là đặt ở gì đấy mỏm chúm ở phía sau tai này mà người ta đặt vào. Như vậy khi mà rung cái đầu dò âm như thế thì chúng ta nghe thấy tiếng thì chúng ta sẽ bấm nút ở tay thôi. Tất nhiên là bệnh nhân sẽ ở trong cái phòng cách âm hoàn toàn, tránh cái tạp âm từ bên ngoài. Ai hiểu gì, ai hỏi gì nữa không? Cách đo thì đơn giản, các bạn không cần biết cách đo như nào đâu. Khi nào các bạn đi lâm sàng tôi chỉ cho các bạn cái máy, các bạn sẽ hiểu.
chúng ta chuyển sang chúng ta chuyển sang phần này nhé, phần CT mũi xoang nhé. Xin lỗi, chưa tìm được cái nút xe. À đây rồi. Như hôm trước tôi nói với các bạn, chúng ta sẽ có ba cái lát cắt ở trên giải phẫu, bao gồm lát cắt ngang. Nó sẽ tương ứng với cái lát cắt axial như thế này. Nhìn thấy chữ axial chưa? Lát cắt hay gặp thứ hai là lát cắt đứng ngang, chúng ta có tương ứng với lát cắt của nó là lát cắt corona. Và cái lát cắt mà chúng ta ít gặp nhất đó là cắt đứng dọc. Chúng ta có lát cắt sagittal. Lát cắt sagittal. Nhìn thấy chữ không? Các bạn. Có. Rồi, ok, nhìn thấy chữ hết rồi đúng không? Đây, cho các bạn xem. Chúng ta có axial, coronal và sagittal. Nhìn nhé. Chúng ta hay gặp nhất là gì đây? Lát cắt gì đây? Axial và lát cắt coronal. Còn lát cắt sagittal này chúng ta hay gặp nhất là ở gì đây? Trên trụ cột sống. Bình thường chúng ta rất ít dùng lát cắt này. Tôi chỉ nói qua các bạn biết thế nào là bình thường, thế nào là bệnh lý. Trên phim CT trong tai mũi họng thì người ta sẽ dùng cái phim CT là người ta gọi là phim CT mũi xoang hoặc là phim CT hàm mặt. Tức là nó cũng tương tự như phim CT sọ não thôi, nhưng mà phim CT sọ và não thì nó sẽ cắt gì đấy? Điểm thấp nhất của xoang hạ của cái xương hàm trên điểm cao nhất của gì đấy? Đỉnh đầu não này. Chứ nhận ra là người ta lấy tất cái tổn thương của gì đấy? Chụp CT sọ não là người ta lấy tất tổn thương sọ não. Còn phim CT mũi xoang á, thì người ta chỉ lấy một phần ở trong đó thôi. Tất nhiên là ở phim sọ não thì chúng ta vẫn đọc được mũi xoang. Trong phim mũi xoang thì người ta vẫn đọc được một phần của sọ não. Nó gần giống nhau. Chỉ khác nhau ở cái gì đấy? Khác nhau ở cái vùng cắt mà thôi. Phim CT mũi xoang thì người ta cắt điểm thấp nhất của xoang hàm cho đến điểm cao nhất của xoang trán, tức là khoảng tầm này trên cái mặt của tôi, nhìn thấy không? Ở khoảng tầm này mà thôi. Nha. Đây, các bạn nhìn trên hình. Vẫn chưa kết nối được. Về phim CT của nếu mà khi mà chúng ta đọc phim CT trong tai mũi họng thì chúng ta có thể lấy cái phim CT sọ não, chúng ta vẫn có thể đọc được vì bản thân một phần của phim sọ não nó cũng cắt qua gì đây, cắt qua vùng mũi họng, hàm mặt và mũi xoang thì nó cũng sẽ tương tự giống gần giống nhau về khoảng cách cắt. Còn cái khoảng cách cắt của sọ não thì nó sẽ rộng hơn mà thôi. Và chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đọc tương tự như nhau cũng được. Đây là phim CT, các bạn nhìn thấy đây là phim CT gì đây? CT. Hình ảnh trên này là chính là phim CT của mũi xoang. Ok, chúng ta có một loạt lát cắt. Phim này là phim gì đây? Phim này là phim gì? Lát này là gì đây? Đứng ngang. Đứng ngang. Đứng ngang là tương ứng với nó là phim gì đây? Corona. Corona. Ok, cảm ơn các bạn. Phim corona này đâu bao giờ cũng thế, nó sẽ cắt từ phía trước ra phía sau và coi như chúng ta đang đứng phía trước mặt bệnh nhân. Như vậy thì bên tay trái của chúng ta chính là bên phải của bệnh nhân. Và bên tay phải chúng ta chính là bên trái của bệnh nhân. Chúng ta đọc cũng tương tự như vậy. Ở trong cái phần gì đấy? Trong khi mà người ta phim mà người ta chụp sọ não thì người ta sẽ quan tâm đến các cái đường xương, các đường gãy của xương. Nhưng trong tai mũi họng chúng ta sẽ quan tâm đến gì đây? Nhìn thấy các cái xoang.
chúng ta sẽ có cái xoang chán, hốc mũi, tiếp tục dần dần đi vào trong tiếp, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy xoang gì đây, xoang hàm, xoang gì đây, một phần xoang chán mà chúng ta có bắt đầu có gì đây, xoang sàng, xoang hàm, xoang sàng. Vậy thì vì bất kỳ một lý do gì đó mà gì đây mà gây tia nó sẽ bị gì đấy bị cản thì chúng ta sẽ có hiện tượng bất thường ở trong xoang. Như vậy thì như bạn đã học phim X quang rồi, chúng ta có bốn hình ảnh bất thường ở trên phim, bốn hình ảnh bất thường ở trên phim. Hình ảnh đầu tiên mà chúng ta hay gặp nhất đó là hình ảnh mặt trời mọc. Đây, tương tự như này thôi nhưng nó nhiều hơn. Như này, nó không mờ ở phía dưới này mà nó sẽ vòng tròn hơn một tí. Nó sẽ vòng tròn hơn một tí. Các bạn giống thấy hình ảnh mặt trời mọc ở trên gì đây, trên cánh đồng không? Hay mặt trời mọc trên mặt biển không? Bình thường thì các cái xoang nó sẽ gì đây? Nó là các cái hốc rỗng ở trong cơ thể thì đương nhiên nó sẽ gì đây? Nó không có cản tia. Vậy hình ảnh nó sẽ đen xì như vậy. Ở trên phim X, ngôn ngữ của các nhà đọc phim thì người ta gọi là gì đây? Hình ảnh có sáng. Có nghĩa là không có cái gì cản tia cả. Đây, chúng ta có thì có vết mờ đây không? Vết mờ này là gì đây? Chúng ta có gì đây? Hình ảnh mức nước. Vì nó phẳng như này, chúng ta có hình ảnh mức nước. Các bạn thấy đây là rõ ràng bên xoang hàm bên phải của bệnh nhân có bất thường đúng không nhỉ? Chúng ta có hình ảnh mức nước. Nhưng mà chúng ta, tôi đang nói về hình ảnh mà hay gặp nhất thì đó là hình mặt trời mọc. Thì các bạn sẽ nhìn thấy không phải nó phẳng như này mà nó gì đây? Nó hình ảnh nó làm gì đây? Nó cong. Cong có nghĩa là một khối. Còn phẳng nó là dịch. Bạn hiểu chưa? Chúng ta có hình ảnh đầu tiên hay gặp nhất là hình ảnh mặt trời mọc. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh mức nước. Hình ảnh thứ ba là hình ảnh cùi dừa, tức là toàn bộ cái niêm mạc này nó gì đây, nó dày lên, nó dày, nó sẽ như thế này nhưng mà tự nhiên nó có hình ảnh là gì đây, hơi mờ một chút, nó sẽ dày toàn bộ cái thành của cái xoang. Như vậy chúng ta sẽ có hình ảnh là hình ảnh cùi dừa. Nào, chúng ta sẽ có hình ảnh gì đầu tiên là chúng ta có hình ảnh gì? Hình ảnh mặt trời mọc này, hay gặp là hình ảnh mặt trời mọc này. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh mức nước mức hơi. Hình ảnh thứ ba chúng ta hay gặp đó là hình ảnh gì đây, cùi dừa. Với hình ảnh cuối cùng là hình ảnh đặc toàn bộ, tức là cả một cái xoang này nó sẽ đặc gì đây, nó sẽ đặc toàn bộ. Đấy là bốn hình ảnh bệnh lý mà chúng ta có thể gặp. Cái này thì khi đi học lâm sàng thì tôi sẽ cho các bạn giới thiệu cho các bạn kỹ hơn. Nhưng mà các bạn biết thế nào là bình thường, thế nào là bệnh lý. Đương nhiên các xoang là về nó là các cái hốc chứ không khí đúng không nhỉ? Do đó đương nhiên nó phải gì đây? Nó phải sáng như hình mà tôi đang cho các bạn xem. Như vậy đây là các cái xoang hiện tại nó đang bình thường. Cái xoang nó đang gì đây? Bình thường. Đây cái cấu trúc giải phẫu các bạn nhìn lát cắt điển hình, chúng ta có xoang hàm bên trái, xoang hàm bên phải, hệ thống xoang sàng, chúng ta có cuốn mũi dưới, chúng ta có cuốn mũi dưới, chúng ta có hốc mũi, chúng ta có cuốn mũi giữa, chúng ta có khe giữa, đây là khu vực khe giữa, cuốn trên chúng ta không nhìn thấy. Ở đây chúng ta có sàn mũi, chúng ta có khe dưới. Các bạn nhìn thấy con chuột tôi đang di nhé. Các bạn nhìn thấy con chuột, để ý con chuột nhé. Chúng ta đang có sàn mũi này, sàn mũi. Toàn bộ đây là hốc mũi rồi. Toàn bộ đây là hốc mũi. Chúng ta có khe giữa. Khe giữa. Cuốn giữa bên phải, cuốn giữa bên trái, chúng ta có hệ thống xoang sàng, hàm phải, hàm trái. Ở đây chúng ta có lát cắt gì đây? Ở đây chúng ta đang có lát cắt gì đây? Axian. Axian điện hình chúng ta sẽ nhìn thấy nhé. Xoang hàm. Bên nào? Xoang hàm trái ạ. Tốt, cảm ơn.
Giống như là cái trên lớp các phim corona cũng vậy đúng không? Bên trái chúng ta là bên phải của bệnh nhân. Coi như khi chúng ta đọc thì chúng ta coi như chúng ta cắt cái lớp cắt này, coi như chúng ta đang đứng từ dưới chân bệnh nhân và nhìn lên. Hướng là hướng từ dưới chân nhìn lên. Và lớp cắt người ta cũng sẽ cắt từ dưới lên trên. Như vậy coi như chúng ta đang nhìn ở phía dưới bệnh nhân nhìn lên, và chúng ta có bên phải của chúng ta chính là bên trái của bệnh nhân. Đây là hình các cái xoáng như thế này là bình thường. Vì nó gì đấy, nó chứa không khí, nó sáng, nó đen như vậy. Thì trong ngôn ngữ của những cái nhà đọc phim thì nó là gì đấy, hình ảnh sáng. Nếu mà chúng ta có bất thường, ví dụ như hình ảnh gì đấy, mặt trời mọc, thì các bạn tưởng tượng nó sẽ có đám mờ, nó hình như tôi vẽ như này, ví dụ như thế. Nó sẽ nổi một phần lên, nó giống như là gì đấy, mặt trời ló dạng ở trên gì đấy, trên mặt biển ấy. Đấy, chúng ta sẽ có hình ảnh mặt trời mọc. Hình ảnh thứ hai mà chúng ta hay gặp là hình ảnh mức nước, các bạn đơn giản rồi, nó có mức ngang như này, hoặc là hình ảnh mức nước. Hình ảnh thứ ba đó là hình ảnh cùi dừa, tức là gì đây, cái niêm mạc nó dày, nó viêm mà nó sẽ dày theo hình thù của cái xoang như vậy. Và hình ảnh thứ tư đó là hình ảnh đặc toàn bộ, mở đặc toàn bộ luôn. Đây các bạn sẽ học trên lâm sàng, tôi sẽ mời Chi hướng dẫn các bạn như vậy thôi. Ok, cần lâm sàng trong tai mũi họng chỉ có vậy thôi, các bạn nhớ nhé. Có hỏi gì thầy không? Ơi, thầy ơi, khi thi thì có hỏi về mấy cái cận lâm sàng đấy không ạ? Ý là có bắt đọc kết quả không, đấy ạ? Không. Không, không đọc kết quả được, tôi đang chỉ giới thiệu cho các bạn biết thôi. Nhá. Em thưa thầy, thì với bốn tương với bốn hình bất thường ấy, thì sẽ có những cái bệnh lý nào thường liên quan đến? Ok, hình ảnh mặt trời mọc thì chúng ta nhìn, chúng ta đã hiểu vấn đề nó là một khối rồi đúng không nhỉ? Nó có thể là gì đây? Nó có thể là polyp, hoặc có thể là khối u, đúng nhỉ? Đây là hình ảnh mặt trời mọc đầu tiên. Thứ hai là hình ảnh gì đấy? Mức nước thì là vấn đề gì? Có dịch ở trong xoang. Đúng rồi, có dịch ở trong xoang. Thứ hai sau nó có thể là sau gì đấy? Sau chấn thương thì có thể có máu chảy, đúng không nhỉ? Đúng nhỉ? Vâng ạ. Rồi, hình ảnh mà dày, à, hình ảnh cùi dừa thì sao? Viêm xoang có thể dọc viêm mũi dị ứng. Ừ, viêm xoang, viêm mũi dị ứng nó không dày đâu, nó là hiện tượng viêm, viêm cấp tính thì nó dày niêm mạc lên. Hình ảnh đặc toàn bộ thì sao? Hình ảnh nó đặc toàn bộ. Tắc nghẽn thì nó không thể mức đến mức độ mà nó đặc, chứa dịch ở trong nhiều như thế được. Cái này thông thường là phần lớn là do cái polyp, khối polyp mà nó gì đây, nó để lâu quá nó làm sao đây, nó gì đây, nó phủ kín toàn bộ cái gì, nó phủ kín toàn bộ hốc, phủ kín toàn bộ gì, ngách xoang. Hai là gì đấy, khối u đúng nhỉ, polyp hoặc là khối u. Thứ ba là gì đấy, hiện tượng mà máu nó đông đặc ở trong, sau chấn thương nó đông đặc, nó có thể được hiện tượng đặc toàn bộ. Cái này thì phải nhờ các cái nhà chụp phim X quang, người ta sẽ đo gì đấy, người ta đo tỉ trọng, người ta hướng cho chúng ta biết đấy là cái gì. Họ có thể đo tỉ trọng, nó sẽ tương ứng với tỉ trọng của cái gì ở trong cơ thể, thì người ta sẽ làm sao đây, người ta sẽ ước lượng nó là cái gì để chúng ta, để người ta gợi ý cho mình. Nhưng mà bây giờ các cái cận lâm sàng hiện đại lắm, người ta đo tỉ trọng, người ta biết đấy là cái gì rồi. Đo tỉ trọng xem nó giống tỉ trọng với cái gì ở trong cơ thể, là người ta biết. Vì mỗi một cái cấu trúc giải phẫu đều có một cái tỉ trọng khác nhau. Cơ tỉ trọng khác, máu tỉ trọng khác, xương tỉ trọng khác. Và thậm chí là gì đấy, niêm mạc cũng có tỉ trọng khác. Niêm mạc ở mũi tỉ trọng cũng khác, niêm mạc ở họng tỉ trọng nó cũng khác. Và khi người ta đo tỉ trọng mức độ nhạy nó lớn thì người ta có thể hướng cho chúng ta biết đấy là cái gì, nó giống cái gì ở trong cơ thể, để người ta đo được tỉ trọng. Ok chưa? Nếu không ai hỏi gì thì cảm ơn các bạn nha. Hôm nay tôi đã giảng cho các bạn thứ nhất là về thính lực, thứ hai là gì đây, CT trên trong tai mũi họng. Những cái kiến thức rất cơ bản, ngắn gọn, cô đọng cho các bạn dễ hiểu. Nếu các bạn mà không hiểu thì các bạn có thể thông qua bạn là lớp trưởng mà có thể hỏi tôi nha. Thầy ơi cho em hỏi. Cảm ơn các bạn. Ừ. Thầy, em vẫn chưa hiểu lắm về cái hình thức thi ạ. Cái gì? Về hình thức thi lâm sàng của môn này ạ.
Ok, như thứ lâm sàng thì tôi sẽ bật mí cho các bạn. Chúng ta sẽ có 5 câu. Câu thứ nhất, đấy là về lý thuyết của bệnh mà các bạn làm trong bệnh án. Câu thứ hai là câu hỏi về lâm sàng, cũng một cái bài mà các bạn làm bệnh án. Câu thứ ba đó là về thần kinh. À, câu thứ ba là về cận lâm sàng. Câu thứ tư là một câu hỏi về một trong 12 đôi dây thần kinh. Câu thứ năm đó là câu hỏi về thuốc các bạn viết trong bệnh án. Như vậy các bạn phải nắm rõ là gì đấy? Nắm rõ về lý thuyết bệnh đó, nắm rõ về lâm sàng của bệnh đó, nắm rõ về các cái cận lâm sàng mà chúng ta có thể dùng đi để chúng ta sử dụng. Bước đầu tiên 12 đôi dây thần kinh nó là lý thuyết rồi, các bạn hết rồi câu thứ tư đúng không? Câu thứ năm là thuốc, từ khi các bạn biết thuốc gì, các bạn biết nó là gì, nhóm nào, liều lượng, tốt hơn nữa thì có chỉ định và chống chỉ định. Hỏi gì nữa không? Em thấy em có người 5 câu ạ. Có 5 câu, mỗi câu 2 điểm. Em thấy em có một câu câu ngoài về nội soi tai mũi họng ạ. Thì em vẫn chưa, em thầy chỉ cho em ở trên hình nội soi, thầy chỉ cho em chỗ lỗ vòi tai với cả cái chỗ mà hay bị ung thư vòm họng ạ. Thì hai cái đấy là khác nhau hay là nó là một? Em vẫn chưa ấy. Chưa ấy là chưa gì? Chưa rõ hai cái vị trí đấy ạ. Chưa rõ đúng không? Ok, chưa rõ thì tôi cho bạn xem lại thôi, có gì đâu. Đây, khi chúng ta soi nhé, các bạn nhìn này. Chúng ta bắt đầu đi vào trong. Đây, người ta đang đi từ ngoài vào, nhìn thấy chưa? Đang đi từ ngoài vào, chúng ta có sàn mũi thì không có thể gì ở dưới nữa. Đương nhiên đây là sàn mũi, đây là cuốn dưới. Khi hết cuốn dưới thì chúng ta sẽ nhìn thấy, khi hết của dưới chúng ta sẽ nhìn thấy vòm. Chúng ta có vách ngăn này, chúng ta có sàn mũi này. Đi tiếp. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái gờ vòi đây. Gờ vòi bao giờ ở phía ngoài, như vậy khi chúng ta sẽ nhìn thấy gờ vòi là chúng ta biết đang xoay vòm bên nào. Chúng ta sẽ có lỗ vòi tai ERTASI ở phía ngoài trước, phía trước ngoài của cái gờ vòi. Chúng ta có lỗ vòi tai ERTASI và phía sau trong của cái gờ vòi này thì chúng ta có cái hố Roscoe Miller, đây là cái vị trí mà các cái tổn thương ung thư đầu tiên sẽ khởi phát ở cái lỗ vòi tai ở cái hố Roscoe Miller này, rãnh Roscoe Miller cũng được hoặc là hố Roscoe Miller cũng được. Và cái lỗ vòi thì nó ở phía gì đây? Ở phía trước ngoài, đây, phía sau trong nó khác nhau hoàn toàn. Trong là trong so với đường giữa, ngoài cũng là ngoài so với đường giữa. Hiểu vấn đề chưa? Dạ vâng ạ, em hiểu rồi ạ. Em mới thấy vậy, vị trí loa vòi là ở loa vòi ạ. Đây, đây là nẹp loa vòi, đây loa vòi đây chúng ta có thể dùng từ loa vòi cũng được, nó giống như loa nó loa ra mà. Hoặc là gì đây, lỗ vòi cũng được, gọi là loa vòi cũng được. Nó cái đầu thông ra của cái vòi tai ERTASI. Vâng ạ, em hiểu rồi. Ok. Cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn nhé. Xin chào.